Xem tướng mặt người có số vinh hoa phú quý, tài lộc đại phát sau khi kết hôn. 1. Tai to, dái tai dày. Tai to dài tai dày. Xem tướng mặt người số phú quý, tài lộc đại phát sau khi kết hôn. Người xưa thường nói ai có dái tai dày thì phúc lớn mạng lớn, kỳ thực cũng là có lý lẽ riêng. Nếu như khi xem tướng mặt mà thấy dái tai không chỉ dày mà còn dài, xa xuống như hình giọt nước, dáng tai lại to nữa thì đó là những dấu hiệu của người có phúc khí, cả đời không bao giờ phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ có phúc âm, vận trình ổn định, cả con đường sự nghiệp và tài lộc đều được quý nhân giúp đỡ rất nhiều. Một điều đặc biệt của người có tướng mặt này là phúc khí của họ thực sự đại phát sau khi kết hôn. Những người này lấy chồng lấy vợ xong càng thêm phần may mắn, chẳng cần nỗ lực cố gắng quá nhiều mà tài lộc cứ ùn ùn đổ về nhà. Sự nghiệp cũng càng ngày càng thăng tiến, trở thành người có cuộc sống sung túc đủ đầy. 2. Phúc đức cung rộng rãi, bằng phẳng. Phúc Du Cung Dòng Thoang Khi xem tướng Phúc Đức Cung được liệt vào một trong 12 cung trên khuôn mặt. Cung này nằm ở trên trán, phần giữa hai lông mày, tượng trưng cho Phúc Đức của người đó, xem họ liệu có được hưởng vinh hoa phú quý hay không. Xem chi tiết cung Phúc Đức trong 12 cung tướng mặt để hiểu rõ vị trí và tính chất cung này. Nếu như cung Phúc Đức mà rộng thoáng, bằng phẳng thì đó là người trời sinh tốt số, là tướng người phú quý. Tuy nhiên, thường thì tới khi kết hôn xong, cuộc sống của họ mới thực sự bước lên một tầm cao mới. Cuộc sống của họ trở nên sung túc, giàu sang, bản thân không phải vất vả mệt nhọc gì nhiều. Nếu mệnh đa phần lấy chồng là người có tiền, còn nam mệnh sẽ dễ dàng tìm được cho mình một người vợ năng động tài giỏi, gia đình trở nên giàu có hơn, cũng càng có thêm sinh khí. 3. Cung điền trạch rộng, không có sẹo. Cung diễn trách rong, không co sẹo. Cung điền trạch trong 12 cung tướng mặt là cung nào? vị trí nằm giữa hai lông mày và mắt được gọi là cung điền trạch vừa tượng trưng cho đất đai điền sản vừa tượng trưng cho hoàn cảnh gia đình xem, xem tướng mặt nếu người nào mà cung điền trạch thấp lõm tối tăm thì thường dễ lâm vào cảnh phá sản đất đai nhà cửa chẳng còn lại là bao nhưng nếu như cung điền trạch đầy đặn có thịt ở giữa không có sẹo lồi lõm không có nốt ruồi xấu thì người đó ra cảnh cực kỳ tốt có sản nghiệp cũng có nhiều đất đai nhà cửa đặc biệt hơn với những người chưa kết hôn thì việc có cuộc sống bình thường có thể tự tay gây dựng tổ ấm cho mình đã được coi là phú quý rồi giàu rồi. 4. Cung tài bạch ngay ngắn, đầy đặn. Cung tài bạch dai gian. Nếu như đầu mũi mịn, có cảm giác đầy đặn có thịt thì đây là tướng người tài lộc vượng, giỏi kiếm tiền. Khi xem tướng mặt, phải nhớ rằng vị trí hai bên cánh mũi dùng để bảo vệ tài lộc. Trong 12 cung tướng mặt, cung tài bạch thể hiện khả năng tài chính và sự nghiệp của mỗi người. Người có tướng mũi đẹp tượng trưng cho gia sản dồi dào. Riêng với nữ mệnh thì tướng mũi này còn giúp họ gặp được người chồng giàu sang. Họ cũng là người có khuôn mặt vượng phú ích tử nữa đó. Xem cung tài bạch trong 12 cung tướng hai cung tướng mặt để hiểu hơn về tính chất và vị trí cung này trên khuôn mặt. 5. Địa khố đầy, màu sắc hồng nhuận tự nhiên. Dìa kho hồng nhuận. Trong thuật nhân tướng học, địa khố là vị trí nằm dưới trong khuôn mặt, chính là phần bên dưới hai gò má. Địa khố tượng trưng cho tài sản như bất động sản, xe hơi đắt tiền nếu như có thể an tâm tĩnh trí làm việc ở nơi này thì chắc chắn lấy chồng lấy vợ xong sẽ có thêm rất nhiều bất động sản có giá trị dù là nam hay nữ thì cũng đều gặp được người có quyền có thế cũng sẽ kết hôn với người tài giỏi